Theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam, Công ty Điện lực Quảng Ninh đã có quyết định về việc tạm đình chỉ chức vụ giám đốc Điện lực thành phố Hạ Long đối với ông Nguyễn Đại Cương kể từ 18 giờ ngày 9 tháng 9 năm 2024 cho đến khi có quyết định thay thế. Theo quyết định này, ông Nguyễn Đại Cương có mặt tại Điện lực thành phố Hạ Long để phục vụ khắc phục lưới điện sau bão số 3 và các công tác sản xuất kinh doanh của điện lực. Trước đó, ngành điện Quảng Ninh thông tin sẽ cố gắng cấp điện trở lại cho khu vực trung tâm Hòn Gai và toàn bộ khu vực bãi cháy của thành phố Hạ Long trong ngày 8 tháng 9. Tuy nhiên, điều này đã không xảy ra. Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh cho hay một số khu vực ở Hạ Long như Bãi Cháy, Hà Tu, diễn đây đến chiều tối ngày 8 tháng 9 đã cơ bản được khắc phục tình trạng điện, nhưng do các tủ điện bị chập nên khi đóng điện bị nhảy, không thể đóng được điện như cam kết. Theo ngành điện Quảng Ninh, trên địa bàn thành phố Hạ Long hiện có trên 110.000 khách hàng, lớn nhất toàn tỉnh. Do ảnh hưởng bởi gió bao lớn, toàn bộ 38 trên 38 đường dây trung áp và trạm biến áp bị sự cố, trên 250 cột điện bị gãy đổ, gây mất điện diện rộng. Trong hai ngày 8 và ngày 9 tháng 9, Điện lực thành phố Hạ Long đã huy động gần 170 cán bộ, nhân viên, 100% quân số. Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã tăng cường 43 cán bộ kỹ thuật để khôi phục lưới điện của Hạ Long sau bão. Tính đến 14 giờ ngày 9 tháng 9, Điện lực thành phố Hạ Long đã khôi phục cấp điện trở lại cho 15 trên 38 đường dây trung áp. Dự kiến, ngay sau khi các đường dây trung áp được khôi phục, Điện lực thành phố Hạ Long sẽ ưu tiên cấp điện trở lại cho khách hàng ở những khu vực trọng điểm như trụ sở các cơ quan, đơn vị của tỉnh, thành phố các bệnh viện, nhà máy nước, trạm phát sóng viễn thông, mỏ than, khu du lịch bãi cháy. Đại diện Tổng công ty Điện lực miền Bắc cho biết, tính đến 6 giờ ngày mùng 10 tháng 9, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã cấp điện trở lại cho khoảng 4,3 triệu khách hàng. Dự kiến thành phố Hạ Long sẽ cơ bản khôi phục cung cấp điện trong ngày mùng 10 tháng 9.